Chào các bạn, hôm nay Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn vị thuốc Phúc Bồng Tử. Phúc Bồng Tử là một trong những loại quả rất được ưa chuộng vì giá trị sức khỏe mà nó mang lại. Chính vì điều này mà Phúc Bồng Tử còn được ví như một loại thần dược mà thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra, loại quả này còn được dùng trang trí bánh kem, mứt, sinh tố. Để hiểu hơn về loại quả này có công dụng gì, được sử dụng như thế nào thì mời bạn theo dõi video sau đây. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới nhé. Phúc Bồng Tử còn được gọi với cái tên là quả mâm xôi, đùm hương. Khi chín, quả có màu đỏ hay đen nhạt, ăn được. Nhưng loại phổ biến nhất ở Việt Nam là loại mâm xôi Phúc Bồng Tử đen. Phúc Bồng Tử là loại quả có mùi vị gần quả dâu tằm. Dù là quả Phúc Bồng Tử có màu nào thì cơ bản quả cũng có hình tròn, muối mọng. Khi ăn vào chúng thì có vị ngọt thanh, chua nhẹ. Ở nước ta, cây Phúc Bồng Tử được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Đà Lạt. Mùa thu hoạch quả là vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Công dụng của Phúc Bồng Tử mang lại: Phúc Bồng Tử có tác dụng ngừa ung thư, điều trị tiểu đường, giúp bảo vệ và cải thiện thị lực, chống trầm cảm, cải thiện hoạt động não, tăng cường sức khỏe răng miệng, chức năng hệ tiêu hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, Phúc Bồng Tử còn giúp làm đẹp da, chống lão hóa, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ điều trị liệt dương, di tinh. Cách sử dụng Phúc Bồng Tử như sau: điều trị di tinh hoạt tinh, lưng gối mỏi yếu, hư thận gây tay chân lạnh. Phúc Bồng Tử 3 kích thỏ ti tử, mỗi vị đều 15g. Đem các vị trên ngâm 200ml rượu rạo. Sau 7 ngày là có thể dùng được, mỗi lần sử dụng uống khoảng 20-30ml. Điều trị liệt dương, di tinh, mụn con do thận hư. Phúc Bồng Tử, ngụ vị tử, kỷ tử, thỏ ti tử, sa tiền tử, mỗi vị lượng bằng nhau, tán thành bột mịn. Gia thêm mật ong để làm thành viên hoàng to bằng hạt ngô. Mỗi lần dùng uống lấy khoảng 6g với nước ấm, ngày dùng 2 lần. Điều trị xuất tinh sớm, lưng đau, mỏi gối, khí hư ra nhiều, tạo tiết. Phúc Bồng Tử tỏa dương mỗi vị 10g, đản xâm, hoài sơn mỗi vị 12g, hồng trà 3g. Các vị đem hãm với nước sôi trong 10-15 phút, dùng uống thay trà. Để hiểu thêm về Phúc Bồng Tử cũng như các vị thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là Phúc Bồng Tử. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video khác bổ ích hơn nhé.